À, tại sao chiếc xe này có giá 76 triệu? Bởi vì tại sao mình tặng hẳn cái mũ 76 triệu luôn. Anh em có thể mua một cái mũ carbon fiber này với giá 76 triệu. Đấy, tặng kèm chiếc Honda CB Odo 3400, hoặc anh em có thể mua chiếc CB 150R với giá 76 triệu tặng cái mũ carbon. Đấy. Mũ này carbon fiber xịn luôn nha anh em nhá. Vân Tổ Ong. Và Odo ở đây thì QT Moto bao luôn cho các bạn. Odo không tua, Odo thế nào giữ nguyên thế đấy. Đồng hồ chưa động chạm một tí nào đến đồng hồ. Đồng hồ chưa có vết là tháo lắp sửa chữa. Đấy là đồng hồ. Anh em có thể vì rất về tất cả những tỉnh thành khác là mình chỉ mất có 50.000 tiền biển thôi. Cộng với thêm là Hà Nội là thành phố cấp 1 nộp thuế bao giờ cũng 5%. Nên chúng ta chỉ mất thêm 1% tiền thuế thôi. Tổng chi phí để hoàn thiện con xe này bốc ra biển ra chính tên các bạn luôn. Nó chỉ mình tính là mất khoảng tầm dưới 1 triệu. Này là đồ chơi nó lên cơ bản, nhỏ nhắn. Giá của nó là 76 triệu. Quá thơm, quá ngon rồi. Bao ship cho các bạn toàn miền Bắc nhá. Còn những anh em ở miền Nam, miền Trung, nếu muốn mua xe thì mình có ship không em? Có anh. Có chứ. Quy team có gì? Quy team có. Hello anh em, chào mấy anh em quay trở lại với Quy team Moto Official. Và mình là con béo Moto Vlog và đây là Tiến Khỉ. Chưa nghỉ không? Độc toàn thân. Hôm nay hai anh em mình sẽ review cho anh em là với tầm 70 triệu, 76 triệu anh em sẽ mua được những xe gì. Đầu tiên là với những chiếc PKL R3 đời cũ này, MT03 đời cũ này, Ninja 300, Z300 đời cũ, tầm 80 là mua được rồi. Với tầm 70 triệu xe mới thì anh em có thể mua được những xe gì nhỉ? RAM 5V3 này. MT15 này, rồi là kể cả CBR 150 2021 luôn, hơn 70 triệu tí rồi. Classic còn nữa, XR. XR 155. XR nó. Và hôm nay tập khúc mình sẽ review cho anh em, mình bán một con xe là con Honda CB 150R. Đăng ký vào tháng 5 năm 2021. Odo thực tế 3400 chưa tua. Hôm nay mình sẽ review cho anh em, mình và Tiến sẽ review cho anh em cách để chọn xe cũ và tại sao chiếc xe này có giá 76 triệu. Bởi vì tại sao mình tặng hẳn cái mũ 76 triệu luôn. What? What the fuck? Anh em có thể mua một cái mũ carbon fiber này với giá 76 triệu. Đấy, tặng kèm chiếc Honda CB Odo 3400, hoặc anh em có thể mua chiếc CB 150R với giá 76 triệu tặng cái mũ carbon. Đấy. Mũ này carbon fiber xịn luôn nha anh em nhá. Vân Tổ Ong. Và mũ này hỏi đội chưa thì xin anh em biết anh em là đội rồi. Đội từ showroom mình đội ra đến đây là mình quay video mới tinh tập thùng. Đây, Odo đây. Đấy, phải lần sau em đến là camera đưa ra mở ra như này. Đấy. Lời chào 3509 km. Đấy. Và hôm nay Tiến sẽ chỉ cho anh em cách mà tìm mua xe cũ, nó cần những yếu tố gì, nên xem những vị trí gì đầu tiên. Ok anh em, chúng ta cùng bắt đầu. Mình sẽ review cho anh em con CB 150 như này. Khoan, dừng lại 2 giây chia sẻ cho mình đi. Đi. Con xe này đã lên những cái đồ chơi gì. Đấy. Đây, nhìn trên gần ghi đông đầu tiên đi. Cặp gương gù rất là đơn giản luôn nhá. Nhỏ gọn và đơn giản luôn. Đấy. Những cái đồ cơ bản như là bảo vệ két nước này, rồi chống đổ này, chống đổ GTR luôn nhá. Kèm bagage sau đây nữa. Đấy. Cái nữa là dè chắn bùn kiểu MT09 luôn. Rất là chắc chắn nha anh em. Đấy. Hết đồ cơ bản thế thôi. Đầu tiên là tất cả là xe đã lên những cái đồ cơ bản như thế. Tức là anh em sẽ không phải mất tiền để lên đồ nữa. Và bây giờ là cái mà chúng ta sẽ quan tâm đến một chiếc xe cũ nó có gì. Thì ok, mình bắt đầu mình đi nhá. Mời em. Đầu tiên có đồ đã anh. Odo ở đây thì QT Moto bao luôn cho các bạn.
Odo không tua, Odo thế nào giữ nguyên thế đấy. Đồng hồ chưa động chạm một tí nào đến đồng hồ, đồng hồ chưa có vết là tháo lắp sửa chữa. Đấy là đồng hồ. Đầu tiên là Odo chuẩn theo xe đã, 3.500 cây. Lúc mình mua về 3.400 cây, mình đi bảo dưỡng toàn bộ kiểm tra. Tiếp theo nữa với như anh em đi mua phuộc upside down hay phuộc gì cũng vậy, thì chúng ta điều đầu tiên chúng ta quan trọng là xem là phuộc có bị xì dầu không. Thì đây, phuộc này. Đấy. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ quan tâm đến lốp. Em đây, cái lốp này. Đấy, thường thường ấy, những cái con lốp như thế này người ta vẫn rất là dày luôn nhá. Thì có thể là nhiều xe nó có thể thay được, nhưng mà con xe này vẫn là lốp zin này. Nhìn nó rất là mới luôn, mới chạy được hơn 3.000 mà. Ui, nó còn chỉ xanh luôn này em này. Chỉ xanh này. Ngoài ra vẫn còn gai nhá anh. Vẫn còn gai đấy. Dâu thì không tính tiền, nhưng mà riêng cái đường chỉ này nó rất quan trọng, vì là tất cả lốp mới đều có đường chỉ này. Đấy, ok. Đĩa phanh. Tiếp theo đĩa phanh này. Đây nhá. Nếu kiểm tra đĩa phanh sờ vào đây. Rất là phẳng luôn. Đang rất là phẳng luôn này. Chưa hề có vết tháo. Vẫn zin của hãng luôn. Chưa hề có vết tháo luôn. Đấy. Và má phanh này. Má phanh cực dày luôn nhá anh nhá. Má phanh cực dày luôn anh. Đấy, anh em xem cái má phanh. Đấy, để biết là xem là đã bị thay thế chưa, vì xe mới 3.400 cây thì chưa cần thay thế đúng không? Chúng ta trở ra bánh sau đi. Bánh sau. Đấy, tiếp tục bánh sau. Vẫn là lốp zin này. Đấy, cái đường chỉ lốp ở giữa này vẫn còn này. Đấy các bạn thấy không? Đường chỉ lốp đỏ này vẫn còn đây này. Đấy. Đây, quay luôn đĩa phanh sau và má phanh sau. Chờ thử theo tiến đây nào. Ok, rất dày. Đấy, và cái đĩa, cái má phanh này. Đấy, vẫn còn rất dày, ok. Xe này thì em có bao đâm đục không? Bao đâm đục. Bao đâm đục luôn. Bất kỳ là khung sườn này, máy móc này, tất cả các thứ là đều chưa có dấu hết là của đâm đục tai nạn, đổ vỡ. Đấy. Vỏ còn nguyên lẫy, chưa bị gãy lẫy, xước sát, gãy lẫy ở bên trong. Tiếp theo nữa. Đây, chính là cổ bô. Đấy, xem cổ bô trước đi. Ừ. Là cổ bô là để dấu hiệu để biết cái việc là xe đi nhiều hay đi ít đúng không? Các bạn nhìn thấy không? Một cái cổ bô nó bẩn gì này. Đấy, sau khi chúng ta tháo ra vệ sinh đi cái là nó lại đen xì như cũ luôn. Rất là ngon lành, cổ bô chưa có dấu hiệu mọt thủng này, đi nhiều của nhiệt. Vì tại sao cổ bô này cổ bô thép? Nếu mà đi nhiều ấy, nhiệt nó nóng lên nó sẽ bị bong chóc rồi là dỉ riếc. Anh em Exciter Winner hay có những cái đấy. Tiếp theo nữa này, ốc này. Còn nguyên luôn. Đấy. Vãi cả lòng này. Đấy, ốc này là ốc mà khi mà ngã xuống nó chống cái này xuống này, để nó ấy này. Đấy, vẫn còn nguyên tất cả đầu chân này. Đấy. Tiếp theo đến lốc máy luôn. Ừ. Lốc máy và ốc lốc máy nhà các anh. Đây. Ừ. Quan sát kỹ những cái ốc lốc máy luôn. Chưa hề có một sự tháo ra, tháo ra để giảm gì hết. Sửa côn. Bên này bên côn này. Bên côn này. Ừ. Bên điện thì sẽ chắc còn gì nữa cơ. Gì nữa cơ. Đấy. Nhưng chúng ta đang ở bên côn này, chúng ta sẽ kiểm tra luôn này. Các bạn nhìn này, những cái ốc treo máy này. Đấy. Cái ốc treo máy này là chưa có dấu hiệu của tháo ra nhá. Vì tại sao khi chúng ta tháo ra ấy, thì chúng ta một con máy nó bị sửa chữa ấy, là sẽ phải tháo ốc treo máy xuống để sửa chữa. Đây các bạn nhìn này, ốc đầu bò này. Đầu hơi đầu bò này. Còn nguyên luôn, răng nguyên luôn. Chưa có trình tháo lắp gì cả. Ốc cụ đề này. Đấy. Các bạn nhìn này. Đấy, camera vào đây này. Ốc cụ đề này. Nhưng con ốc này vẫn còn nguyên, rất là mới. Xe này thì đã được bên mình kiểm tra tất cả về vấn đề lọc gió này, khi phun bục đốt này, tất cả thì đã được tháo ra kiểm tra vệ sinh đàng hoàng trước khi xe được bán ra. Đấy, đây. Sang bên điện. Đây nào, các bạn nhìn thấy không? Ốc bự điện này. Đấy, tất cả những ốc yếc còn nguyên luôn. Ốc treo máy kìa. Đấy, chưa hề đụng đến luôn. Ốc trục này. Đấy. Ốc trục này đây. Còn bộ dung xích này, dỉ ngoèn luôn. Đặc trưng của Honda CB 150, CB 300, CBR 150 đi cái tiếng nó kêu rất lẹt xẹt. Nếu mà anh em mua về ấy mà anh em nghe chán cái tiếng lẹt xẹt gì nguyên bản của xe rồi, có thể qua thay bộ gióm chai. Hoặc là thế này, tặng bộ dung xích gióm chai kèm với xích RK trên. Đấy, có phớt cao su, ngon lành êm ru luôn cho anh em. Nếu anh em mua chiếc xe này thì thôi, mũ lại cho mình xin lại để mình đội. Mũ thì lại mình lại đội lại. Nếu mà chỉ lựa chọn hai cái. Chỉ lựa chọn một trong hai cái thôi. Còn về đồ chơi nhá,
thì chiếc xe này lên cơ bản thôi, lên chống đổ này là thứ cần thiết, chống đổ che két đúng không em? Đấy, chống đổ che két đắt giá nhất thì có cái bộ này, rè chắn bùn lắp biển đấy, các bạn thấy không, biển số sẽ lắp đây. Nhưng vì chiếc xe này là hồ sơ đã giúp ta cầm tay rồi thì nên là chúng ta sẽ tự về và đăng ký nộp thuế đăng ký biển. À, em nói cho các bạn đi, điều rất là hay ở con CB này, điều rút hồ sơ biển của nó là gì ạ? Em nghĩ là cái biển cũ ấy của nó là biển Hà Nội rồi. Ừ. Biển của cái nói chung là thành phố lớn rồi nên là về chỉ cần ghi tên thôi, mất rất là ít tiền chi phí đi biển luôn đấy. Anh nghĩ là mất, nếu mà như thế thì nó biển Hà Nội, nó là thành phố cấp 1, chuyên nghiệp chưa? Thành phố đấy. Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, thành phố cấp 1. Riêng tiền biển với những cái xe trên 40 triệu, anh em mất 4 triệu tiền biển. Thì bây giờ con này đã gốc Hà Nội, anh em có thể vì tất về tất cả những tỉnh thành khác là mình chỉ mất có 50.000 tiền biển thôi. Cộng với thêm là Hà Nội là thành phố cấp 1, nộp thuế bao giờ cũng 5%. Nên chúng ta chỉ mất thêm 1% tiền thuế thôi. Tổng chi phí để hoàn thiện con xe này bốc ra biển ra chính tên các bạn luôn, nó chỉ mình tính là mất khoảng tầm dưới 1 triệu. Anh nghĩ là dưới 1 triệu để ra chính chủ, rất rẻ, ngon, bổ rẻ. Và chiếc xe này được odo được 3.500 cây thì mình nghĩ là anh em có thể chỉ có bây giờ việc anh em duy nhất mua về ấy, là hô to cho cháu đầy bình và trải nghiệm. Với chiếc 150 này nếu mà yêu cầu nó mạnh như Winner X hay là mạnh như Sonic hay là mạnh như R15 V3 thì nó sẽ không cho các bạn được cảm giác đấy, nhưng nó lại cho các bạn cảm giác của ngồi một chiếc Mercedes đấy, thụt trước upside down của Soa nhá, đình đám luôn. Con thụt của CBR 250RR các thứ cũng chỉ sử dụng con thụt này thôi đấy, thụt trước upside down của Soa, thụt sau Soa êm du và dù luôn. Con này đồ thì lại rất xịn và rất ngon, con này đi cực kỳ bền, đồ của Honda đồi đồng cối đá, mà bản này là bản xuất Thái Lan này, anh em nhìn này, bản của Honda Thái Lan luôn, Việt Nam mình không phân phối nhá, Việt Nam mình chỉ có lắp ráp thôi đấy. Thì chiếc xe này là đồ chơi nó lên cơ bản nhỏ nhắn, giá của nó là 76 triệu, quá thơm quá ngon rồi. Bao ship cho các bạn toàn miền Bắc nhá, còn những anh em ở miền Nam, miền Trung nếu muốn mua xe thì mình có ship không em? Có anh. Có chứ. Vẫn có ship. Nhưng mà ship tàu, ship xe khách. Đấy, vẫn có ship hết tất cả. Anh em mà có nhu cầu mà mua xe mà cần độ thêm như là khung chống đổ số lút này, ốp màu, kính chắn gió này, xi nhan đồ chơi số gẩy này, bao tay này, tất cả những thứ mình có hết. Đấy. Rất là tiện lợi, mua cái xe độ full xong rồi gửi đi cho anh em. Hay là đơn giản như tay phanh tay côn, cộng phanh đồng côn. Có luôn à? Có luôn. Đấy, tất cả những cái đấy. Ốp màu. Rất là nhiều thứ. Bằng lên đường can nữa. Đường can có luôn. Nhọc xích hay chưa? Vâng. Đấy thì với con xe này thì nó mua mới hình như bây giờ là 86 triệu, 87 triệu, 85 triệu, 85 triệu chưa giấy. Anh em mua về biển Hà Nội thì anh em sẽ mất khoảng tầm 8 triệu đến 10 triệu, vì mất 4 triệu tiền đấy rồi, 4 triệu tiền biển rồi, 5% nữa, 5% của 85 triệu đó, 9 triệu đấy, tầm đấy, 8 hay 9 triệu còn đấy. Còn nếu mà anh em mua con này em bốc biển về Hà Nội cái là chỉ mất khoảng tầm 1 triệu ngoài đầu thôi. Ok các bạn, clip này xin dừng đây. Nhưng mà khi Quinty Moto có nhận mua bán trao đổi dòng xe cũ, những cái cam kết của bên mình, thứ nhất odo zin nguyên bản, đồng hồ chưa sửa chữa đâm đụng, thứ hai tất cả những xe bán ra đều được bảo dưỡng toàn bộ như là kim phun, buji, bùng đốt, lọc gió đã đều được kiểm tra, dầu máy, nước mát đấy. Và tiếp theo nữa là bao luôn, xe không tai nạn, không đâm đụng, máy chưa ra, máy còn nguyên bản đấy. Ok anh em, hẹn gặp lại anh em tại những vlog sau nhá. Nếu anh em nào mua hàng xin liên hệ với Tiến. Tiến cho thông tin đi. Ok, muốn mua hàng độ xe, muốn đồ xe hãy liên hệ số điện thoại hoặc Zalo 0971 971 400 nhé các anh.